Chào mừng các bạn đến với channel và 8KD. Hôm nay đoàn của chúng tôi sẽ viếng thăm Mount Rushmore, nơi có bốn bức tượng của bốn vị tổng thống là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt. Bốn bức tượng này được nằm trên một ngọn đồi gọi là Black Hill ở tiểu bang South Dakota. Được khởi công năm 1927 và hoàn tất năm 1941. Đây là bốn vị lãnh đạo quyền lực nhất của Hoa Kỳ đó các bạn. Hàng năm có khoảng gần 3 triệu du khách viếng thăm bốn bức tượng này. Đây cũng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ đó các bạn. Hôm nay bà Tám mời các bạn cùng bà Tám viếng thăm bốn bức tượng này nhé. Bốn vị tổng thống ở trên núi đó, các bạn nhìn thấy. Rồi các bạn đi theo mình nhé.